Rồi hello, xin chào anh em nhé. Rồi hôm nay Xúc Cùng Dâu là chốt kèo hai bộ máy rửa xe, một cấu hình là con 3,5 kg, motor Hoàng Anh, đầu là đầu Anovi 3m4 xứ. Và nhu cầu của bác khách hàng này là bác muốn lắp tích hợp luôn cả Zulo rút tự động luôn. Anh em nhìn quá chất luôn. Với hàng máy rửa xe 3,5 kg đầu Anovi 3m này thì hàng nhất mạnh nhất dòng một pha rồi, không có gì để mà nói nữa. Để anh em nhìn xem, quá mỹ mãn luôn, không phải chê một điểm nào cả. Cấu hình motor Hoàng Anh đầu Anovi 3,5 kg, đầy đủ linh phụ kiện cho anh em nhé. Và bộ tiếp theo là bộ 2,2 kg motor Hoàng Anh đầu Hoàng Anh luôn, cùng công ty Hoàng Anh luôn. Và khách hàng là lắp thêm cả tủ điện, cả dơ le tự ngắt luôn, cả rulo tủ quân dây luôn, rulo bằng cơm anh em nhé. Đây, quay lại nhân vật cao áp đây, quá ngon lành đây. Bây giờ chuẩn bị là bốc lên xe cho bác khách hàng ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ luôn anh em nhé. Đấy, quá đẳng cấp thế giới luôn anh em. Đấy, đấy, xin lấy cho lên xe là không vừa cái anh em kìa. Đấy, tình hình này là phải tháo rulo ra mới cho lên xe được. Nếu mà đi xe con xe bán tải thì là vừa luôn anh em nhé, không phải tháo ra. Nhưng mà con xe này thì là không thể vừa được, bắt buộc phải tháo rulo ra thì mới cho lên xe được. Không phải lo nghĩ, không phải lăn tăn gì. Với hàng phân khúc mạnh nhất dòng một pha này thì không chê một điểm nào với em 3,5 kg đầu Anovi 3m. Đấy, tích hợp luôn cả rulo rút tự động luôn, nhả ra cuốn rơi lại. Anh em với các bác là không phải lo nghĩ cái chuyện mà phải đi thu dây làm gì mất thời gian ra. Đây là đang thủ tục là tháo rulo ra để rời ngoài về bác khách hàng lắp sau. Đấy, bốc lên xe rồi đây. Đấy, tháo giờ ra rồi, bốc lên xe. Anh em thấy quá chất không? Chất chơi mẹ như mưa rơi luôn. Giờ bây giờ đang mưa. Đấy, em thứ nhất. Đấy, ngon lành luôn. Đầy đủ linh phụ kiện cho anh em luôn nhá. Súng cao áp, dây bố thép 15m, 4 bếp xịt. Rồi, tiếp tục em thứ hai đây. Dây đai cu loa. Thì cái bác này là bác lấy máy này về để xịt rửa chuồng trại này, chuồng lợn, chuồng heo đấy, cho nên là cần lưu lượng nước nhiều. Đấy, chuẩn bị cho lên xe đây. Với dòng này thì là nó là thiên về lưu lượng nhiều. Áp thì là áp mắc là 60 cân và lưu lượng nó là 20 đến 30 lít trên phút. Và cũng đầy đủ phụ kiện luôn cho anh em, nhu cầu bác khách hàng là lắp cả tủ điện luôn, cả dơ lê để ngắt luôn. Đấy, kín xe luôn anh em kìa. Hai bác khách hàng này ở huyện Cẩm Khê nhá, đến lấy máy chốt máy luôn trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh em nhìn quá ngon lành, không phải là lăn tăn lo nghĩ gì cả. Đấy, thủ tục xong xuôi. Đấy, rulo con dây bằng cơm kìa anh em kìa. Đấy, ok, thì anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với Xúc Cùng Dâu để Xúc Cùng Dâu là đáp ứng những dòng máy đảm bảo chất lượng. Ok, xin chào anh em.